Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Cường Hàng Thùng và mình là Trà My. Hôm nay mình sẽ lên tiếp tục cho mọi người về áo gió. Và giá của chúng ta hôm nay sẽ có giá là 400.000 cho một sản phẩm và vẫn được tặng kèm thêm một sản phẩm áo phông cổ bẻ hoặc là một áo sơ mi, tùy sản phẩm mọi người chọn nhé. Và chúng ta sẽ được free ship, bao check, bao kiểm hàng đầy đủ luôn ạ. Và mã hôm nay chúng ta có sẽ là mã T, từ mã T1 đến T40 nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu luôn với clip của ngày hôm nay nhé. Để bắt đầu luôn với clip áo gió của ngày hôm nay, chúng mình sẽ đến luôn với mã đầu tiên là mã T1 ạ. Mã T1 của chúng ta hôm nay chúng ta sẽ có một em đến từ nhà Columbia. Và form size chúng ta có sẽ là form size L nha mọi người. Một em đến từ nhà Columbia với mã là mã T1 này. Em này thì bên trong sẽ được lót lông nhá. Và không có mũ ạ. Rộng vai 51, dài 68 và rộng bụng 57. Em này thì dưới giúp mình 1m65 và dưới giúp mình 65 cân này. Columbia. Áo gió 2 lớp, bên trong lót lông nha mọi người. Bên ngoài là gió. Với mã là mã T1 của Columbia. Mã T2 ạ. Mã T2 chúng mình sẽ đến với Hush. Em này không thấy đẹp form size. Và em này thì sẽ là một em áo của dòng tennis. Áo gió 2 lớp của dòng tennis nha. Đây ạ. Với mã là mã T2 giúp mình ạ. Em này thì cũng không có mũ ạ. Rộng vai 43, dài 67 và rộng bụng 49. Dưới giúp mình 1m65 nhé. Và dưới giúp mình 65 cân này. Em này thì độ mới rất là cao cho mọi người. Màu trắng là trắng tinh. Và mình cam đoan là không có một vết bẩn trên em áo như thế này. Trước khi đến live bọn mình đã lọc một lần rồi. Và trước khi gửi hàng đi cho khách, bên mình sẽ lọc thêm một lần nữa. Những sản phẩm nào mà lỗi, bên mình sẽ trực tiếp nhắn tin luôn cho khách, báo là sản phẩm lỗi và bọn mình sẽ xin phép hủy luôn cái đơn đấy ạ. Đây là mã T2 giúp mình nhá. T2, em này thì độ mới rất là cao nha mọi người. Trắng tinh, không một vết bẩn giúp mình ạ. Đây, T2 này. T3 đi ạ. T3 chúng ta sẽ có mềm áo màu cam đến từ Descente. Form size L này. Với mã là mã T3. Em này thì là áo gió một lớp, nhưng mà một lớp sẽ là một lớp dày dặn. Và em này có mũ, không thể tháo phần mũ được ạ. Rộng vai 44, dài 67 và rộng bụng 50. Dưới giúp mình 1m65 nhé. Và dưới giúp mình 65 cân cho em này. Màu này khá là nổi bật đấy ạ. Dưới 1m65 và dưới giúp mình 65 cân cho em này này. Với mã là mã T3 nhá. T3 giúp mình ạ. T4 đi ạ. T4 chúng mình sẽ đến với lại Order. Form size chúng ta có sẽ là form size L. Đây nha. Của em đến từ nhà Order. Em này thì không có mũ giúp mình nha. Rộng vai 46, dài 64 và rộng bụng 51. Dưới giúp mình 1m65 và dưới giúp mình 65 cân cho em này này. Dưới 1m65 và dưới 65 cân. Mọi người phản ánh là khi mà lên live ấy, mọi người nhìn cái màu áo nó là màu xanh, nhưng mà khi nhận về thì nó là màu đen. Cái vấn đề thứ nhất là bên mình cũng đính chính luôn, là một phần là sẽ do ánh đèn màu vàng live hắt vào, nên là màu sắc nó sẽ thay đổi một chút xíu. Và phần lớn là do bên YouTube nó chạy lên HD ấy ạ, thì nó sẽ đổi màu sắc của bọn mình đi một chút. Thì khắc phục thì bên mình đã tắt cái ánh đèn vàng đi rồi, mà 100% bọn mình sẽ dùng đèn trắng rồi nhá. Đây sẽ là màu áo chuẩn nhất khi mà mọi người nhận được, nên là mọi người yên tâm về màu sắc nhá. Đây ạ. Với mã là mã T4 giúp mình ạ. Từ clip này là sẽ không có việc nhầm màu nữa đâu ạ. Còn về việc YouTube chạy lên HD thì cái đấy bên mình không can thiệp được mọi người nhá. Đây là mã T4 giúp mình ạ. Order, dưới 1m65 và dưới giúp mình 65 cân này. Con này cũng là một con hàng rất là mới nhá. Không mũ ạ. Tiếp. T5 ạ. T5 chúng mình đến với Yonex, một thương hiệu làm về thể thao, đồ thể thao rất nhiều. Với mã T5 giúp mình nhá. Yonex. Em này thì cũng không có mũ ạ. Rộng vai 38, dài 61 và rộng bụng 50. Em này thì dưới giúp mình 1m60 thôi. Và dưới giúp mình 60 cân cho em này nhá. Dưới 1m60 và dưới giúp mình 60 cân này. Mặt sau nha mọi người. Với mã là mã T5 ạ. T5 cho em này nhé. Đây, Yonex. Những ai mà kiểu chơi cầu lông nhiều chắc chắn là sẽ biết đến thương hiệu này. Bởi vì thương hiệu này nó làm về đồ cầu lông khá là phổ biến ấy. Tiếp đi. T6 ạ. T6 chúng mình đến với Asics nha mọi người. Chúng ta có một em Asics và có thể tháo rời phần mũ này. Form size 160 nhá.
với mã là T6 ASIC ạ. Rộng vai là 40, dài 63 và rộng bụng 52. Dưới giúp mình 1m60 nhá. Và dưới giúp mình 60 cân cho em này. Với mã là mã T6 ASIC, dưới 1m60 và dưới 60 cân. Em này cũng là áo đó hai lớp dày dặn nha. Với mã là mã T6 ạ. Đây. Màu sắc cực kỳ chuẩn rồi mọi người nhá, không lệch được đâu ạ. T7. T7 chúng mình sẽ đến với Annie Quilo form size M. Áo gió một lớp của Annie và chúng ta sẽ có em này Make in Indonesia với mã là mã T7 giúp mình này. Em này chỉ là màu trắng và màu trắng là trắng tinh. Rộng vai 40, dài 58 và rộng bụng 46. Dưới giúp mình 1m60 nhá. Và dưới giúp mình 60 cân. Dưới 1m60 và dưới 60 cân cho em này giúp mình. Annie Quilo ạ. Mặt sau. Với mã là mã T7 ạ. T7. T8 đi ạ. T8 chúng mình đến với Nepa, lại là một em áo gió một lớp nữa của nhà Nepa này, với mã là mã T8 nha. Rộng vai là 44, dài 61 và rộng bụng 47 ạ. Em này dưới giúp mình 1m60 nhá. Và dưới giúp mình 60 cân này. Áo gió một lớp nha mọi người, của Nepa đấy ạ. Mặt sau, đây là mã T8 giúp mình nhá. T9 đi ạ. T9 chúng mình sẽ đến với Seagrass form size M này. Em này thì sẽ là thuộc vào dạng bomber form nhỏ. Mã là mã T9 ạ. Rộng vai 46, dài 61 và rộng bụng 56. Em này cũng chỉ dưới giúp mình 1m60 thôi. Và dưới giúp mình 60 cân nhá. Dưới 1m60 và dưới giúp mình 60 cân này. Với mã là mã T9 bomber form khá là basic đấy. Tiếp T10 đi ạ. T10 chúng mình đến với Bin Vole Sport này. Một con áo hai lớp cực kỳ dày dặn của Bin. Với mã là mã T10 và em này thì không có mũ đi kèm nhá. Rộng vai là 48, dài 68 và rộng bụng 59. Em này dưới mình 1m65. Và dưới mình 65 cân. Dưới 1m65 và dưới 65 cân giúp mình cho em này nhé. Mặt sau ạ. Với mã là mã T10 giúp mình ạ. T11 đi ạ. T11 chúng mình đến với Ellen Sales. Em này make in Italy này. Và form size chúng ta có sẽ là form size 105. Với mã T11 cũng là áo gió hai lớp và không đi kèm mũ. Rộng vai 50, dài 69 và rộng bụng 63. Dưới giúp mình 1m70 và dưới giúp mình 70 cân cho em này. Dưới 1m70 và dưới 70 cân. Em này thì là một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Nghĩa ra con này phải bán vào lô VIP thì mới đúng. Đây. Tác thì kèm đầy đủ ạ. T12 ạ, chúng mình sẽ đến với Central Pole này. Form size 90. Với mã là mã T12. Em này thì cũng không có mũ ạ. Rộng vai là 42, dài 62 và rộng bụng 50. Thì cũng dưới giúp mình 1m60 nhé. Và dưới giúp mình 60 cân. Form này là form lịch sự này. Các chú mà mặc khoác mùa này thì rất là ok nhá. Đây, T12 giúp mình ạ. Con này cũng là một con hàng cực kỳ ngon và cực kỳ đẹp. T12. T13 đi ạ. T13 chúng mình sẽ đến với Miles form size L này. Em này thì cực kỳ dày dặn cho mọi người luôn. Em này có mũ và phần mũ có thể tháo rời nha mọi người. Với mã T13. Rộng vai 52, dài 69 và rộng bụng 60. Dưới giúp mình 1m70 nhá. Và dưới giúp mình 70 cân. Dưới 1m70 và dưới 70 cân giúp mình cho em này ạ. Với mã là mã T13. Mặt sau này mọi người. Con này cực kỳ dày và nặng. Kiểu con này mình nghĩ là mặc vào mùa đông thì nó sẽ phù hợp hơn. Với thời tiết se lạnh như thế này thì mặc con này thì hơi ngốt ạ. Mã T13 nhá. T14. T14 chúng mình đến với Marco Polo này. Form size L tiếp này. Màu đỏ nhá, với mã T14. Rộng vai 42, dài 64 và rộng bụng 52, dưới 1m65 nhá. Và dưới 65 cân này. Có mũ và có thể tháo rời phần mũ giúp mình ạ. Đây. T14 ạ. Con này cũng là một con cực kỳ mới, độ mới cao. Mặt sau. T14 này. Em này thì mình cũng báo luôn là cái phần khóa kéo trước ngực này bị hỏng khóa.
có nghĩa là nó bị gãy cái phần khóa rồi, còn là kéo bình thường. Mọi người mua về thay khóa giúp mình là được. Mã T14 đây. T15. T15 chúng mình sẽ đến với Columbia. Form size XL này mọi người. Một em vừa đến từ nhà Columbia với mã T15. Có thể tháo rời mũ nhá. Rộng vai 48, dài 71 ạ, và rộng bụng 57, dưới 1m70 và dưới 70 cân. Đây mọi người. Dưới 1m70 và dưới 70 cân nhá. Em này thì cực kỳ đẹp, màu cũng rất là lạ này. Columbia. Mặt sau. Em này thì cũng chỉ nên mặc vào mùa đông. Mùa này mặc thì cũng hơi nóng đấy. Mã T15 nhá. T16. Kappa. Với mã T16 không có mũ nhá. Rộng vai 48, dài 68 và rộng bụng 54, dưới của mình 1m65. Và dưới mình 65 cân cho em Kappa này. Kappa 2 lớp nha mọi người, dưới 1m65 và dưới 65 cân. Với mã là mã T16 của mình ạ. Đây nha. T17 đi ạ. T17 chúng mình đến với Park Romana. Một em đến từ Hàn. Phong size 100 này. Với mã T17, em này thì dày dặn lắm rồi mọi người. Rộng vai 47, dài 68 và rộng bụng 56. Dưới giúp mình 1m65 nhá. Và dưới giúp mình 65 cân này. Với mã là mã T17, em này thì có thể tháo rời phần mũ. Những em áo gió như thế này thì cộ chống nước cũng khá là ổn đấy. Em mới có thể chống được mưa nhẹ giúp mọi người nhá. Còn mưa to thì bắt buộc phải mặc áo mưa rồi, không phải mặc mỗi áo gió được ạ. Với mã là mã T17 giúp mình nhá. Con này thì dày dặn và ấm áp. Đây, cho mọi người xem. T17, T18 đi ạ. T18 chúng mình đến với Manstar. T18. Em này cũng là theo form lịch sự này. Rộng vai 46, dài 67 và rộng bụng 55, dưới giúp mình 1m65 nhá. Và dưới giúp mình 65 cân. Một em form cực kỳ lịch sự. Các chú mà có thể mặc những con như này tầm 40 đến 50 tuổi trở lên. Mặc những con như này rất là ok. Với mã là mã T18 giúp mình ạ. Form lịch sự. T18, áo gió 2 lớp nha. T19 đi ạ. T19. Chúng mình đến với Fubu. Form sẽ S. Em này mình nghĩ không phải là gió. Em này sẽ là kiểu khoác dạng gì, khoác kaki. Em này sẽ thuộc vào dạng khoác kaki mọi người ạ, chứ không phải là khoác gió. Form em này vai 40, dài 71 và rộng bụng 47, dưới 1m70 nhá và dưới 70 cân. Em này chỉ là khoác kaki với mã T19, nhưng mà em này cực kỳ ngon, hàng cực kỳ ngon và cực kỳ đẹp mọi người nhìn này. Một con duy nhất, không có con thứ hai nhá. T19 ạ. Đến từ nhà Fubu. Mặt sau cũng có túi rồi mọi người. Rất là hay. T19 dưới 1m70 và dưới 70 cân, một con duy nhất nhanh thì còn nhá, bởi vì những con như này lên rất là nhanh hết đấy. Đây mặt sau có in chữ này. T20. T20 chúng mình đến với Columbia tiếp, và form size chúng ta có cũng là form size L. Có mũ hoặc có thể tháo rời mũ, và con này cực kỳ chất lượng cho mọi người. Rộng vai 46, dài 69 và rộng bụng 58, dưới giúp mình 1m70 và dưới giúp mình 70 cân này. Con này là một con hàng cực kỳ đẹp và cực kỳ ngon nhá. Mua con này mặc vào mùa đông thì khỏi phải bàn rồi mọi người. Đây phần logo trước là logo theo của Columbia, dưới 1m70 và dưới giúp mình 70 cân cho mã T20. T20 nhé. T21 đi ạ. T21 chúng mình đến với Walkaway Collection này. Form size 100. Với mã T21, em này thì có mũ và có thể tháo rời phần mũ. Rộng vai 46, dài 69 và rộng bụng 58, cũng dưới giúp mình 1m70 nhá. Và dưới giúp mình 70 cân. Em này thì form dáng khá là giống cái con Columbia lúc nãy, và chất liệu cũng dày dặn đúng như thế luôn ạ. Nhưng mà em này độ mới sẽ cao hơn con Columbia kia một chút xíu nhá. Đây với mã T21. T21 ạ, phần cổ cao, có thể chặn gió được cho mọi người. T22. T22 chúng mình đến với áo gió một lớp này. Của gì đây? Buham ạ. Áo gió một lớp của Buham là form cũng là form nhỏ. Rộng vai 44, dài 58 và rộng bụng 47. Em hãy dưới 1m60 thôi, và dưới mình 60 cân. Đây màu sắc đấy ạ.
màu chuẩn nhất rồi mọi người nhá, không lệch màu nữa đâu ạ. Với mã là mã T22 của mình này, em này thì mặt sau lưng còn có một cái túi để đựng đồ đó, mọi người có thể đựng bất cứ cái gì mọi người thích. T22 nhá, Fulham. T23. Em lên sale tiếp này. Mấy em này make in Italy. Đây, với mã là T23. Cũng là áo gió hai lớp dày dặn và không có mũ đi kèm đâu nhá. Rộng vai là 52, dài 74 và rộng bụng 61. Em này phải dưới mình 1m72 và dưới mình tầm 75 cân đổ về, mặc vẫn ok nhá. Form to ngang. Dưới 75 cân đổ về mặc vẫn vừa giúp mình cho em này. Cực kỳ đẹp luôn. Không kèm mũ ạ, nhưng mà là nó hai lớp dày dặn nhá. Với mã T23, phần logo bằng cao su này. T23, T24 đi ạ. T24 chúng mình đến với Cologne Sport. T24 của em màu vàng xanh của Cologne. Không có mũ đi kèm nhá. Rộng vai 45, dài 76 và rộng bụng 57, dưới 1m75. Và em này phải dưới 75 cân. Đây. Mọi người nhìn con áo này. Màu sắc cực kỳ đẹp cho con này luôn và độ mới em này cũng rất là cao. Độ mới em này 98% cho mọi người nhá. Với mã là mã T24 này. Con này hàng ngon và đẹp. Đây, phần logo của Cologne Sport này. Quá ngon, không một vết bẩn. Mã T24 nhá, ai thích kiểu màu mè nổi bật một chút xíu thì đây ạ. Mới ạ, cực kỳ mới và cũng cực kỳ ngon. Với mã T25 chúng mình đến với áo gió một lớp của Direta. Để tìm xíu là mình tìm tên thương hiệu nhá. Em này là của Lê Cáp Sport này, áo gió một lớp của Lê Cáp. Mọi người nhìn phần tác này, chất lượng như này. Em này thì có mũ và phần mũ nó giấu trong cổ áo, mình không tháo ra đâu. Rộng vai 63, rộng vai 46, dài 63 và rộng bụng 48, dưới giúp mình 1m60 nhá. Và dưới giúp mình 60 cân. Áo gió một lớp của Lê Cáp, đang định lẫu của Cologne. Của Lê Cáp nha mọi người. Đây, với mã là T25 giúp mình ạ. T26 đi ạ. T26 chúng mình đem Rebook này. Form size 95. T26, em này có mũ và không tháo rời được phần mũ nha. Rộng vai là 41, dài 66 và rộng bụng 52. Dưới 1m65 giúp mình nhá, và dưới 65 cân này. Dưới 1m65 và dưới 65 cân cho em Rebook 2 lớp này nhá. Không tháo rời được mũ đâu ạ. Con này cũng là một em rất là ngon. Mọi người kiểu không, nếu mà mọi người biết về hãng Rebook ấy thì cũng biết nó là kiểu một hãng cũng cực kỳ ngon ngang với Adidas và Nike đấy. Với mã là mã T26 đấy ạ. T26, T27. T27 chúng mình đến với Fulham tiếp này. Phong xem 105. Áo gió hai lớp của Fulham với mã T27. Có mũ và không tháo rời được mũ. Rộng vai 48, dài 66 và rộng bụng 56, cũng dưới giúp mình 1m65 nhé. Và dưới 65 cân này. Dưới 1m65 và dưới giúp mình 65 cân cho em này. Fulham ạ. Áo gió hai lớp. Em này thì hai lớp nhưng mà hai lớp khá là mỏng đấy. Mọi người có thể khoác vào mùa này vẫn rất là ok. Với mã T27 giúp mình nhá. Đây, cho mọi người xem kỹ hơn về mặt trước. T27 này. T28 đi ạ. T28. Mình đến với lại Helicontex. Lại. Rộng vai 50, dài 69 và rộng bụng 53, dưới 1m70 và dưới 70 cân này. Em này chỉ make in China, có mũ và không tháo rời được mũ. Với mã T28 nha. Nhưng mà không tháo rời được mũ mà em có thể nhét vào bên trong cổ áo để phải giấu đi cái mũ ấy. Nếu mà mọi người không thích có mũ, cũng là một em hàng rất ngon đấy. Dưới 1m70 và dưới 70 cân này mọi người. Dưới 1m70 và dưới giúp mình 70 cân nhá. Em này thì có một đặc điểm rất là hay ho. Mọi người nhìn thấy đằng sau em có túi không ạ? Rất là hay nhá. Và hai bên tay cũng có túi, rất nhiều túi ạ. Trước ngực cũng có túi và bên trong áo cũng có túi. Với mã T28 giúp mình nhá. T29 Airwalk phong size 95 với mã T29 này. Rộng vai 45, dài 66 và rộng bụng 55, dưới 1m65 giúp mình cho em này nhá. Và dưới 65 cân này. Đây ạ. Mặt sau với mã T29 nha mọi người, em này cũng độ mới cao lắm. Không có mũ đâu ạ. Độ mới rất cao cho em này. 30. Nay lên toàn những em kiểu hàng ngon, hàng mới và không có lỗi gì đâu. Bọn mình lọc phải lần thứ 3, lần thứ 4 rồi. Lần
quên. Sorry mọi người. T30 Nepa form size 105 này. Một em màu tím. Em này có mũ và có thể tháo rời mũ. Rộng vai 44, chiều dài 66 và giấu mụn 53. Dưới 1m65 nhá. Và dưới 65 cân. Em này chỉ được phối với 3 màu sắc cực kỳ trẻ trung năng động cho mọi người luôn. Với mã là mã T30 ạ. Em này mới và đẹp ấy. Con này cũng đẹp chứ mọi người. Con này rất đẹp ấy. T30. T31 đi ạ. T31 chúng mình đến với Kappa tiếp này. Lại thêm một em Kappa nữa. Em này không có mũ luôn. Rộng vai 46, dài 71 và rộng 57, dưới 1m70 nhá. Và dưới 70 cân, dưới 1m70 và dưới 70 cân giúp mình cho em Kappa này nhá. Với mã là mã T31 ạ. T32 đi ạ. Ui, T32, chúng mình có một em áo màu khá là rực rỡ đến từ nhà Columbia. Màu kiểu hồng, không phải hồng mà đỏ, không phải đỏ ấy mọi người. Đây, form size là form size XS này. Mình nghĩ là áo nữ. Với mã là mã T32, có mũ và có thể tháo rời mũ. Rộng vai 46, dài 64 và rộng bụng 51, dưới 1m65 và dưới 65 cân. Màu này cũng rất là đẹp và độ mỡ cũng cực kỳ cao. Mọi người có thể mua cho con gái hoặc là vợ, tùy mọi người nhé. Với mã là mã T32, mặt sau nhé mọi người. T32 này, Columbia. T33 đi ạ. T33, chúng mình đến với lại Goldtech, form size 100. Một thương hiệu làm về áo gió cũng rất là kiểu nói sao đúng nhỉ, cũng rất là bền đấy mọi người. Có mũ và có thể tháo rời được phần mũ nhá. Với mã T33 này, nhưng mà form này to. Rộng vai 52, dài 78 và rộng bụng 62, dưới 1m75 đấy. Và phải dưới đến 80 cân vẫn mặc vừa cho em này nhá. Với mã là mã T33. T33 dưới 1m75 và đến 80 cân, fit 80 cân vẫn mặc vừa giúp mình. T33 mặt sau. Độ mới cũng cực kỳ cao đấy. T34 đi ạ. T34 chúng mình đến với Order này, form size XXL. Áo gió hai lớp của Order tiếp. Có thể tháo rời mũ nhá. T34. Rộng vai 50, dài 71 và rộng bụng 60. Dưới 1m70 cho con order này nhá. Và dưới giúp mình 70 cân này. Dưới 1m70 và dưới 70 cân. Với mã là mã T34 ạ. Mặt sau. T35 đi ạ. T35 chúng mình đến với Pat Lone cá sấu. Xuất hiện rất nhiều trên áo phông của bẻ. Em này chỉ là có một lớp của Pat. Rộng vai 45, dài 69 và rộng bụng 54, dưới 1m70 nhá. Và dưới 70 cân. Dưới 1m70 và dưới 70 cân em này cũng thuộc vào form lịch sự của Pat. Em này thì mình cũng nói luôn là em ấy đang bị dính một chút xíu, không nhiều. Tí tí, vậy mọi người cứ giặt đi là hết. Với mã là T35. T35 Pat nha. 36. T36 ạ, chúng mình đến với Black Gas. Đây mọi người, tác cao su nguyên miếng. T36 có mũ và có thể tháo rời mũ này. Rộng vai 44, dài 67 và rộng 54, dưới 1m65 nhá. Và dưới 65 cân. Dưới 1m65 và dưới giúp mình 65 cân cho em này ạ. Hai lớp cực kỳ dày dặn, những em này khoác vào mùa đông mình nghĩ là ok hơn. Mà lạnh quá thì phải chuyển sang áo phao nhá, chứ không mặc áo gió không đâu ạ. Mấy hôm nữa thì bên mình sẽ lên áo phao cho mọi người. Áo phao bên mình thì về rồi, nhưng mà chưa có thời gian để xử lý. Với mã là T36 nhá. T36 logo theo. T37 áo gió một lớp của order với mã T37 này, form size L nhá. Rộng vai 44, dài 70 và rộng bụng 53. Dưới giúp mình 1m70, dưới 70 cân. Em này thì có một cái họa tiết kiểu vẩy sơn ấy, rất là hay, mọi người nhìn kỹ thì sẽ nhìn thấy cả bên tay và trước ngực này. Với mã là mã T37 nhá. Có thể giấu mũ vào trong cổ áo nếu mà không thích có mũ. Đây, một em áo mới trắng tinh của Order. Không được rồi, con này để tặng nhá. Con này bị thủng, thôi bỏ qua con này đi. Bỏ qua mã T37, có con khác ở đấy không? Bù vào T37 mình sẽ đổi cho con khác nhá, vì con này lỗi rồi. Sorry mọi người rất nhiều. T37
37 chúng mình sẽ đến với lại một em đến từ Echoba. Mã T37 của order nãy mình hủy nhá. Mã đi lỗi, mình hủy trực tiếp trên live luôn ạ. T37 đây nhá mọi người. Đây là mới là mã T37 đúng này. Rộng vai 48, dài 72 và bụng 56, dưới của mình 1m70 và dưới 70 cân. Em này thì không có mũ ạ. Hai lớp dày dặn luôn nhá. Dưới 1m70 và dưới 70 cân với mã T37 giúp mình ạ. Mặt sau cũng rất là mới đấy. Đây mọi người nhìn kỹ này. T38 đi. T38 chúng mình sẽ đến với Samsung. Một em bomber của Samsung. Đây. Với mã T38 phong sao chúng ta có sẽ là phong sao M. Cực kỳ chất chơi đấy, bomber gió của Samsung. Rộng vai 45, dài 62 và rộng bụng 57, dưới giúp mình 1m60 và dưới giúp mình 60 cân. 100% logo chữ trước ngực thêu giúp mình nhá. Chữ thêu nhé. Với mã là mã T38 ạ, form size M này. T38. T39 đi ạ. T39 chúng mình đến với Asics, form size 95. Áo gió một lớp của Asics. Rộng vai là 44, dài 63 và rộng bụng 51, dưới 1m60 nhá. Và dưới 60 cân. Dưới 1m60 và dưới mình 60 cân cho em này. Đây. Asics. Với mã T39 giúp mình ạ. T40. T40 chúng mình sẽ đến với Columbia. Nay lên rất nhiều Columbia cho mọi người lựa chọn form size M. Hôm trước có khách đến tìm Columbia thì đây ạ. Nhưng mà mình lại lên rất nhiều column nhá. Có mũ và có thể tháo rời được mũ. Rộng vai 44, dài 68 và rộng bụng 58. Dưới bụng 54, dài 68, dưới 1m65 nhá. Và dưới 65 cân này. Dưới 1m65 và dưới 65 cân. Em này thì đang bị dính một tí bẩn ở phần trước áo, mọi người về cứ giặt đi giúp mình. Với mã là T40 Columbia mặt sau. T40 mã cuối cùng ạ. Và mã T40 cũng là mã cuối cùng kết thúc của phiên live áo gió ngày hôm nay rồi. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những phiên live áo gió tiếp theo nhé. Bye bye.